mẹ nói với lợn con. Con yêu, hôm nay bác Châu đến chơi, bạn Nghé cũng đi cùng đấy. Wow, thích quá, lâu lắm rồi con không được gặp bạn ấy. Lợn con reo lên và tung chăn vùng dậy. Giờ mẹ đi chợ mua đồ ăn, lát nữa về mẹ sẽ mặc đồ đẹp cho con để đi đón bác Châu và bạn Nghé. Giờ thì con đi chải răng và ăn sáng đi nhé. Vâng ạ. Lợn con hào hứng trả lời. Mẹ vừa đi, lợn con lập tức chải răng rồi ăn sáng. Ôi, thích quá. Mình sẽ cùng Nghé chơi đồ chơi mới. Chắc chắn bạn ấy sẽ rất thích. Lợn con vui vẻ tưởng tượng. Ăn xong, lợn con xếp gọn bát vào bồn rửa. Cậu nhìn đồng hồ rồi tự nhủ. Hay là mình tự mặc đồ nhỉ? Biết đâu bác Châu và bạn Nghé lại đến sớm hơn thì sao? Mẹ còn bận nấu nướng mà. Lợn con vào phòng, mở tủ và lấy ra bộ quần áo mới. Đầu tiên, mình phải mặc quần nhỏ vào trước. Dễ ý mà, quần dài mới khó đây. Mọi khi, lợn con phải bám vào vai mẹ để xỏ chân vào quần. Mình sẽ ngồi xuống và xỏ từng ống một. Lợn con tự nhủ. Giờ, mặc áo thun nữa là xong. Sau khi quay hình trang trí áo ra phía trước, lợn con nhẹ nhàng chui đầu qua phần cổ áo. Bình thường, lợn con chỉ việc giơ cao hai tay chờ mẹ giúp. Khi mẹ nói, úm ba la, chiếc áo đã ôm gọn người cậu. Nhưng hôm nay, cậu tự làm điều đó, cảm giác thật tuyệt. Cha, chắc chắn mẹ sẽ rất ngạc nhiên khi thấy mình. Bây giờ, mình sẽ đi đôi xăng đan này. Ngồi xuống xỏ dễ hơn. Chân phải, đã xong. Và đến chân trái, xong rồi. Bỗng có tiếng mẹ gọi to. Lợn con ơi, mẹ về rồi đây. Lợn con chạy ao ra. Ồ, ai đây? Lợn con của mẹ tự mặc đồ, giỏi quá. Mẹ cười tươi. Con đã sẵn sàng rồi. Vậy mẹ con mình cùng đi đón bác Châu và bạn Nghé nào.